Xin chào mọi người, đây là video về người làng Hành Đác đi thả cá, bắt cá đây. Đây là làng Hành Đác nha mọi người, xin chào mọi người. Đây là anh Bền và anh gì mới quen nhé mọi người. Đây, cảnh xuống bắt cá đây. Mọi người thấy thú vị không? Quen trai hả anh? Chứ không phải thả lưới à? Đây là anh Linh. Đồ đứng dưới nước quăng chài luôn, quá giỏi. Hồi giờ mới thấy luôn á. Người ta thường là đứng trên bờ, người ta quăng xuống rồi người ta kéo lên, đây xuống đứng nước quăng luôn. Hồi giờ mới thấy luôn á. Đồ lạnh mắt sát luôn đâu. Ơ, đã xuất hiện, đã xuất hiện. Đây. Đây. Drup tu tan han tu drup mat dal. Tu drup mat dal. Dal ha kapla. Ôi lại lạnh mắt nữa rồi. Có biết nhảy không? Đứng nhảy bài rồi. Biết không? Nhảy đoạn rồi, biết nhảy không? Nhảy đi. Thanh niên làng Hình Đác tương lai. Đồ quen sao cá anh bệnh? Anh quen giống anh giết cá, anh bìa cá quá mà, cá nào nó vô đã được. Ồ, cá, được con một con. Cá gì chút xí trời. Em thua á. Wow. Ở đây thành quả nãy giờ anh quen nãy giờ con cá này mọi người buồn cười không, quen nãy giờ 3-4 lần được con cá tí xíu. Đây là khung cảnh của làng Hình Đác nha mọi người, ao cá mì dê yeah. Ờ, gà Việt thì chưa thấy. Cắt chép. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Có con cá chép to lắm, kéo lên đây cá chép, cá chép. Thôi mưa tốt rồi mọi người ơi, mình tạm dừng video tại đây nhá. Xin chào mọi người.